Vâng, xin chào các bạn đã quay lại với kênh YouTube của Nhuận Honda Hồng Đức, kênh của Nhuận chuyên về review về tất cả những dòng xe chính hãng của Honda. Bên cạnh đó thì Nhuận cũng là cập nhật giá cả thường xuyên cũng như là chương trình khuyến mãi, chương trình trả góp tại cửa hàng Honda Hồng Đức 10 Anh Minh. Thì nếu các bạn thấy clip của Nhuận hay và cập nhật giá thường xuyên thì các bạn có thể là ủng hộ Nhuận bằng cách là để lại một lượt đăng ký để ủng hộ cho Nhuận nhé các bạn. Thì ủng hộ, mỗi lần ủng hộ thì các bạn chỉ tốn thời gian của mình nó tầm khoảng 1 giây để ấn vào đăng ký thôi, mình không có mất phí gì cả. Cho nên là mình có xem clip Nhuận thì các bạn hãy để lại được lượt đăng ký để ủng hộ cho Nhuận nha. Thì trong clip ngày hôm nay là Nhuận sẽ review cho các bạn một cái siêu phẩm của dòng xe Super Cup. Dòng này là nhập nguyên con từ Thái Lan nha các bạn. Thì hôm nay là bên cửa hàng bên của Nhuận là đầy đủ màu luôn các bạn. Trong thời gian qua là các bạn gọi cho Nhuận hỏi về cái màu sơn rất là nhiều. Em ơi, cái màu sơn nó có về đầy đủ chưa, rồi giá cả làm sao ha. Trong clip hôm nay thì Nhuận sẽ tóm gọn với bạn cái thứ nhất là giá cả, cái thứ hai là tất cả màu sơn của dòng Super Cup 2021. Và bên cạnh đó thì Nhuận sẽ review sơ lược qua cái dòng xe Super Cup của mình có cái gì đặc biệt hay các bạn. Rồi thì ở đây là bên dòng Super Cup hiện tại nó có 3 màu sơn nha các bạn, bao gồm là màu xanh nè, xanh đậm nè các bạn, màu đỏ nè, xanh nhạt nè, còn màu đen là phiên bản khác nữa, cho nên là nó chưa có màu đen thì chưa có về, tạm thời chưa có về, thì trong clip sau thì nó có về thì Nhuận sẽ quay cập nhật cho các bạn luôn ha. Thì dòng xe Super Cup là một dòng xe nói chung là dòng xe cổ đó các bạn. Tuy nhiên là dòng xe cổ nhưng mà được cái của nó là động cơ hay là những cái 125 hay là những cái nội thất bên trong á, nó là không hề cổ nha các bạn, nó rất là hiện đại nha. Thì ở đây mình sẽ đi sơ lược ha. Đầu tiên là mình sẽ thấy là cái cụm đèn pha nè các bạn. Cụm đèn pha thì mình thấy ở đây nó là thiết kế dạng như full LED luôn nha các bạn. Tất cả những chi tiết đều là full LED luôn. Thì các bạn thấy nè, cái màu sơn nè. Cái màu sơn thì hiện tại các bạn thấy là nó rất là, nói chung là nhận cảm thấy là mình gờ trên tay nè các bạn. Nó rất là đặc biệt luôn. Nó rất là dày cua luôn nha các bạn. Rồi nói chung là hàng nhập Thái mà, cho nên là các bạn là cũng biết là giá trị nó cao, cho nên nó là những cái chi tiết từ màu sơn cho nó tem xe nó rất là tỉ mỉ nha các bạn. Rồi mình sẽ đi qua cái tí xíu về cái hông xe nè. Ở đây được cái logo cánh chim nha các bạn, cánh chim huyền thoại của dòng xe Super Cup ha. Rồi ở phiên bản 2021 này nó có thay đổi so với phiên bản 2020, đó là cái yên xe các bạn. Cái yên sau thì dòng 2021 này đã được tích hợp sẵn cái yên sau luôn, và thứ hai là cái gác chân nha các bạn. Đây thì ở phiên bản trước á, là mình khi mình mua xong á, là mình cũng phải đi ra tiệm mua thêm một cái yên sau và gác chân để lắp vào. Tuy nhiên thì phiên bản hiện tại thì nó có đầy đủ cho mình luôn ha. Thì ở phiên bản này thì Nhuận sẽ review sơ. Ở đây thì nó có sử dụng khóa thông minh ha. Đây, nhưng là như Nhuận đã nói từ đầu rồi thì dòng xe này nó cổ nhưng không hề cổ nha. Đây nó huyền thoại Super Cup mà, cho nên là mình bên Honda đã lấy thiết kế cũ nhưng mà những chi tiết đều là mới hết, nội thất bên trong đều là mới ha. Rồi hệ thống khóa thông minh Smart Key nó có bao gồm là 3 chức năng các bạn, chức năng khóa xe, mở xe, tìm xe và cuối cùng là chống trộm nha các bạn. Rồi ở đây là 3 màu sơn nha. Ở đây là màu xanh nhạt đó các bạn. Xanh nhạt thì các bạn hay gọi là màu xanh xi măng đó, là nó đó các bạn. Bên đây là màu đỏ đen nè, bên đây là màu xanh đậm các bạn. Rồi thì không làm mất thời gian các bạn nữa thì Nhuận sẽ báo giá luôn ha. Ở phiên bản này bên cửa hàng Honda Hồng Đức bên mình đang đầy đủ màu sơn. Thì giá hiện tại bên cửa hàng bên mình là 97.990.000. Thì giá này đã bao gồm thuế VAT, chưa bao gồm phí biển số lăn bánh nha các bạn. Rồi khi mua xe trong thời điểm này các bạn sẽ được nhận gói quà tặng trị giá 1 triệu đồng, bao gồm một nón bảo hiểm, một cái áo gió, 2 lít rưỡi xăng, những lần kiểm tra định kỳ được giảm là 50% phí thuê nhất. Xe tuy là xe nhập nhưng bên cửa hàng mình vẫn được chế độ bảo hành là 3 năm nha các bạn. Không giống như những dòng nhập khác á, là nó không có chế độ bảo hành ha. Dòng này là bảo hành được 3 năm hoặc là 30.000 km luôn nha. Rồi đồng thời mình sẽ làm những dịch vụ phụ, ví dụ như là phụ khủ nano nè, quá ống xăng nè, chống hết bình cho xe nè, những cái này mình sẽ được giảm là 30% luôn à. Rồi thì bên mình đang có chương trình trả góp cho dòng xe lần này luôn nha. Thì các bạn bên mình đang có chương trình trả không đồng lên hồ sơ online luôn. Ví dụ như các bạn mình cần thiết có thể là nhắn tin cho Nhuận lên hồ sơ online
thấp nhất là các bạn có thể là trả 0 đồng. Tuy nhiên các bạn muốn cái hồ sơ của mình nó dễ dàng hơn thì các bạn có thể là trả cao lên tí xíu, tầm khoảng cả 20-30% thì hồ sơ của mình sẽ dễ dàng hơn nha các bạn. Rồi thì hôm nay là những review chi tiết 3 màu sơn này đến đây là hết rồi. Thì các bạn nếu mình thích những cái màu sơn nào có thể là alo cho Nhận hoặc là comment ở phần phía dưới thì Nhận sẽ quay chi tiết những cái màu sơn đó cho các bạn luôn ha. Rồi nếu các bạn thấy clip của Nhận hay thì có thể là để lại đăng ký để ủng hộ cho Nhận nha. Rồi Nhận xin chào và cảm ơn các bạn rất nhiều ạ.